Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với chuyện nổ của anh Nhân Đồng. Bắn súng đâu đây ba? Trở lại à? Hello, xin chào bạn và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Ok, và ngày hôm nay là các bạn biết ngày gì không? Đúng rồi, ngày 18 tháng 12 năm 2018. Là các bạn có biết ngày gì của đối với mình không? Đúng rồi, đúng rồi, là ngày sinh nhật của mình các bạn ơi. Đúng không? Mà sinh nhật của này đúng không? Đúng không? À, ngày em thường biết ngày sinh nhật tôi đó. Rồi, thì mình cũng cảm ơn tất cả các bạn đã gửi tin nhắn cho mình, và cũng cảm ơn Google và Facebook, Zalo, YouTube đầu cũng gửi là chúc đến mình. Thì bất ngờ nhất là Google bạn ạ. Nó biết ngày sinh của mình luôn nha. Ok, bất ngờ các bạn ơi. Đấy, cô đặt màu đỏ đầm màu hồng mình. Đấy, mạnh mẽ ghê các bạn. Đây là Happy Birthday tên này hết. Sinh nhật thì cũng không có vui không? Nói chung thì cũng nhạt, mà không có chém gió thì gió cũng lạnh. Nói chung là vậy. Các bạn bối vô đó là gửi lời chúc sinh nhật tới mình, cũng như là YouTube và Google đã gửi lời chúc đến mình. Hết rồi. Nhạc bỏ muối vô. Bỏ muối vô biết tiêu đường chết. Không. Bỏ muối vô. Sắp nó được.